Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, một tháng qua kể từ ngày 23 tháng 7 khi Báo Giác Ngộ phát động cuộc thi viết với chủ đề Bến Bờ Nhân Gian. Tham gia cuộc thi viết này thì chúng ta có thể viết những câu chuyện dưới hai hình thức. Thứ nhất đó là những câu chuyện tự kể hoặc là tự sự về những nhân vật mà chúng ta biết trong cuộc sống với tấm lòng hiếu nghĩa của họ. Và như mục đích tốt đẹp mà ban tổ chức cũng đã gửi gắm ngay từ lúc đầu khi thực hiện cuộc thi này, đó là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chung tay để sống thiện lành và bắt đầu từ việc thực tập hạnh hiếu. Giữa những ngày tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu, có thể nói là chủ đề như bắt được mạch cảm xúc của quý vị khán giả. Chúng tôi đã nhận được rất rất là nhiều những lá thư, thậm chí có những bài viết gửi về từ rất xa như Mỹ, Úc, Sri Lanka. Có những bài viết của các vị tu sĩ với những cảm xúc đông đầy, ký ức vẹn nguyên về ba mẹ, ông bà, cô chú, những tâm sự trên bước đường tu khiến ai đọc cũng rưng rưng. Ví dụ như là một đoạn viết của bạn Khánh Nhi, sinh viên Đại học Đà Nẵng mà chúng ta có thể tìm đọc trên giacngộ.vn. Hành trình chinh phục con chữ của hai chị em con từ trước đến giờ đều có ba đồng hành và dõi theo. Khi con còn bé, những chiều mùa đông của 10 năm về trước, trời mưa tầm tã, ba đến lớp đón con về. Người ba thì ấm, áo mưa lại to, còn con chỉ là con bé nhỏ xíu nên lọt thỏm vào lòng ba. Lúc đó mặc kệ ngoài trời mưa gió ra làm sao, chỉ biết rằng đã có ba chở che con rồi. Lớn lên chút nữa, lớp 9 con đi ôn thi ở Tam Kỳ, hay lớp 10 con bị gãy tay, đêm nào ba cũng đưa đón con đến chỗ học không sót một buổi. Trên chuyến xe hàng đêm ấy, ngoài chở con, ba còn chở cả bao nhiêu hy vọng, niềm tin dành cho đứa con gái này. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, lặng lẽ như chính sự hy sinh mà ba dành cho con. Ba đi làm vất vả vô cùng. Mấy chục năm qua, ba làm gì cũng là vì vợ, vì con, vì gia đình này. Có những ngày ba không có đủ 2.000 đồng để mua cho con một ổ bánh mì. Những bữa cơm thường ăn với muối ớt nướng than. Thế rồi, bốn người chúng ta đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn đó. Và ba của tác giả cũng đã vừa ra đi cách đây ít hôm với những cảm xúc chân thật vừa rồi mà quý vị vừa được nghe. Một trong những bài đọc đã được chia sẻ rất nhiều trên fanpage của Báo Giác Ngộ của một nhà sư trẻ ở Đà Lạt với tựa đề là Cu Quốc ngày xưa giờ đã là nhà sư, Đại Đức Thích Chân Pháp đã kể. Năm 6 tuổi, ba và mẹ thằng Cu Quốc chia tay. Ba nó có vợ khác, còn mẹ nó thì tha phương cầu thực để nó lại với bà nội và cô. Bà nội thì đã già, nó sống trong tình thương bảo bọc của cô nó nhờ quán nước góc phố nhỏ xíu. Hằng ngày nó chạy nhảy, tung tăng vui đùa với đám bạn. Tuổi thơ nó vô tư, hồn nhiên. Có lần thằng bạn trong xóm nói nó: "Ê, thằng không cha không mẹ." Nó chạy về mách nội nó. Bà nội ôm nó vào lòng, nước mắt của nội ướt chiếc áo nó. Khi đó chắc nó cũng không hiểu là vì sao nội khóc, nó cứ vô tư như vậy. Lớn thêm tí nữa, Cu Quốc chợt nhận ra nỗi buồn trong lòng mình. Nó thiếu tình thương và hơi ấm của mẹ, của ba. Rồi bắt đầu trầm lặng, tự ti, nó bắt đầu buồn tủi, mặc cảm. Trong đầu luôn có ý nghĩ tại sao cuộc đời của nó lại như vậy. 14 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nó xin cô nó cho nó đi tu. Cô nó cười kháy hỏi nó: "Tu được không mà tu, mày biết tu là khổ lắm không?" Nó khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Con tu được, con xin cô ba cho con đi tu." Một cảm xúc khác mà Bến Bờ Nhân Gian đã nhận được đến từ một sư cô đang tu học tại chùa Liên Trì, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Sư cô Thích Nữ Quảng Trung kể trong bài viết Thay Lời Mẹ Ru là tiếng chuông sớm mỏ chiều về hoàn cảnh của mình như sau.
Nhà của mình được gọi là chòi vì nó rất nhỏ, chỉ vừa đủ để thùng nước mắm và chiếc giường tre. Con còn nhớ mỗi lần trời mưa, trong chòi nước trút xuống không khác gì ở ngoài trời. Và mỗi lần trời mưa to thì mẹ con mình đều tránh mưa bằng cách mẹ đội nón lá, ngồi co ro nép sát vào góc chòi. Còn con thì ngồi trong lòng mẹ, tận hưởng hơi ấm, có lúc ngủ say. Với con, những lúc đó là lúc hạnh phúc nhất. Ngày ấy vô tư, con vui và hạnh phúc bao nhiêu, thì khi lớn lên, con cảm thấy đau bấy nhiêu. Bởi lẽ, biết đâu trong những giọt mưa lạnh ngày đó, có hòa lẫn giọt lệ nóng của mẹ âm thầm rơi. Hình ảnh mẹ dùng thân mình che mưa, cản gió cho con như một vết cứa vào lòng. Và bao nhiêu năm rồi, nó ngày càng in đậm trong tâm hồn con. Mà con nghĩ, cả đời này con cũng không bao giờ quên được. Giờ đây, khi con ngồi viết những dòng ký ức này, thời gian thoi đưa thấm thoát, đã hơn 20 năm trôi qua. Căn bệnh ngày xưa làm mẹ khổ đã lắng yên. Nhà mình dù không đầy đủ, nhưng đã không còn cảnh mẹ ngồi trong nhà phải đội nón mỗi khi trời mưa. Bao nhiêu năm con xa nhà là bấy nhiêu khúc giao thừa mẹ lặng lẽ một mình. Con biết mẹ vẫn thường cảm thấy tủi thân mỗi khi thấy tivi quảng cáo những thông điệp về gia đình sum họp mỗi dịp Tết đến. Nhưng mẹ à, nhờ lời kinh, tiếng kệ và sự dạy dỗ của quý sư cô, khi con có đủ ý thức lờ mờ nhận ra đâu là lẽ vô thường, đâu là nhân quả, nghiệp báo, từ đó con tự mình quyết định con đường mình sẽ đi trong tương lai. Nhìn lại bao thăng trầm trong cuộc sống của mẹ con mình, con tự nhủ lòng mình, đó chẳng qua là những quả không lành mà con phải nhận, đồng thời cũng là bước ngoặt để con bước vào cửa đạo. Con đã thôi trách cha, đã không còn giận mẹ. Ngược lại, con thầm cảm ơn gia đình để con được sống trong tình yêu thương lớn bên thầy tổ, bên quý sư cô. Và tiếp tục nối tiếp những dòng cảm xúc về cuộc thi viết với chủ đề Bến Bờ Nhân Gian, ban tổ chức rất hy vọng là sẽ nhận được thêm nhiều bài viết nữa của quý vị độc giả. Quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email onlinegiacngoamoc@gmail.com. Và quý vị cũng lưu ý, độ dài của những bài viết sẽ từ khoảng 900 cho đến 1.600 chữ, với hình ảnh của người trong câu chuyện nếu là ký sự nhân vật, và khuyến khích có hình ảnh trong những câu chuyện thật của mình. Tiêu chí của cuộc thi viết này đó là người thật, chuyện thật xúc động của chính người dự thi, hoặc là nhân vật về lòng hiếu cảm, tình yêu gia đình, thầy trò gây xúc động, đem đến cảm hứng sống thiện lành, hướng thượng. Lưu ý là bài chưa đăng trên báo nào hoặc là bất cứ trang web nào của mạng xã hội. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ cho cuộc thi viết với chủ đề Bến Bờ Nhân Gian. Và đến đây thì chương trình điểm về bài viết Bến Bờ Nhân Gian xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.